không sai là không có về. Uống, uống. Đạt, Đạt con, ba má chỉ có con là niềm vui, là lẽ sống ở trên đời. Hãy quay về với ba má đi con. Về với ba má đi con. Không, không. Ba má ơi, con có lỗi với ba má nhiều lắm. Con có lỗi với ba má nhiều lắm. Trời ơi, ba má ơi, một lại xa vào các bụi đô thành, tình yêu xa đỏ tâm hồn. Thôi kể từ bây giờ, rượu đắng bên say. Quá trà. Quá trà. Cũng tại mày, cũng tại vì mày. Tao hận mày, tao hận mày. Trăng ơi, ôi phù không thể nào quên Trang được. Trang ơi, anh Đạt. Anh Đạt kìa Trang. Không, không. Em muốn nói chuyện với anh. Giữa tôi và cô có còn gì để nói nữa đâu. Mà có nói cho nhiều chỉ vướng bận nhau thôi. Tôi nghĩ là cuộc gặp gỡ này chúng ta đừng bao giờ thấy mặt nhau nữa. Bận tâm suy nghĩ
mình đừng gây nhiều khổ lụy cho em. Là bậc trưởng phu anh còn biết bao nhưng cô hãy nhìn kỹ lại mình đi, nhìn kỹ lại mình đi. Cô là ai? Cô chỉ là một cô gái bán phấn buôn hương. Cô đã lừa dối tình tôi, cô đã làm cho hồn tôi như điên như dại. Sắc hương kia đã dung đắp cho cô một cuộc đời lên xe xuống. Và biến cô thành một cô gái nổi danh trong chốn. Phải xa lìa con đường trĩ lạc để trở thành một người con gái hoàng lương. Trang ơi, có lúc nào em thử nghĩ xem, nghe tiếng em ho anh lo từng tháng tu, thấy em mạnh lành anh mới trọn niềm vui. Vậy mà hôm nay
còn anh thì tâm hồn bâng loạn vì thù hận người tùng nên anh phản lại với thiên anh. Đừng đừng đã ơi em chê anh, đừng đã thù em bằng cách giao tình cho kẻ khác. Rốt cuộc thì em cũng mỏi mòn kiệt sức, còn anh thì dằn vặt cả tâm hồn. Lời em đi anh hãy quay về với gia đình, anh phải tiếp tục học, anh phải tốt nghiệp ra trường, trong tương lai anh sẽ trở thành một thầy giáo mẫu mực. Anh không thể nào dấn thân vào con đường dũng bùng như lúc được. Anh đã nghe lời em quay về với gia đình đi. Em đừng khơi lại làm chi khi tình ta đã chết, những kỷ niệm êm đềm của chúng ta giờ chỉ còn lại đống tàn trôi. Cô đã dối gạt tình tôi, trong khi tôi yêu cô bằng tâm hồn trống trắng. Yêu cô tôi sẵn sàng từ bỏ công danh địa vị, tôi không sợ tiếng đời dị nghị và sự gièm pha mai mỉ của người đời. Khi cô đi rồi tôi ôm hết khổ đau, nguyện trả thù bằng con đường truy lạc. Cô đã phụ tôi để trở thành người buồn hương ban phấn, thì tôi ngu dại vì là một kẻ thủy chung. Chưa, có gì tôi đó à? Làm sao tôi có thể tin được? Cô cần tiền đúng không? Được, đây, cô cầm đi, cô cầm đi. Giữa tôi và cô không còn gì để nói với nhau nữa, và cô đừng bao giờ chỗ tôi thấy mặt. Vĩnh biệt cô.